Xin được kính chào quý cô, bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh video của mình. Lời đầu tiên luôn được chúc quý cô, bác, anh chị và các bạn sức khỏe, bình yên, hạnh phúc và chuẩn bị đón một cái ngày lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thật là vui vẻ, đoàn tụ gia đình. Để chuẩn bị cho cái ngày nghỉ, mình cũng xin được giới thiệu với quý cô, bác, anh chị và các bạn một cái món ăn mà mình cũng rất là ưa thích. Nó rất là dễ ăn, ăn cơm cũng được, uống rượu cũng được. Và món ăn này là món ba chỉ ướp mẻ nướng. Nó thơm, ngon và ăn lại không ngán nữa, cô bác ạ. Đây là cái món ăn mà gia đình nhà mình rất hay sử dụng, cùng với lại các cái hương vị rất là đặc biệt. Hôm nay thì mình cũng lên đây để chia sẻ với quý cô bác, anh chị và các bạn, để cùng với mình vào bếp nhé. Mình sẽ vừa làm, cô chú bác anh chị vừa thấy các cái gia vị mình thực hiện này. Một là mình mua một cái miếng ba chỉ một cân đấy, nó không long. Và sau đó thì thịt nướng thì bao giờ mình cũng sẽ làm cho cái bì nó được cháy đi. Như thế này thì khi nướng ấy thì cái bì nó rất là ngon. Còn nếu mà chúng ta mà không làm như thế này thì cái bì nó sẽ không, nó không chín và nó không được giòn. Thế và cho nên là mình cho vào một cái chảo dày thế này. Mình sẽ làm cho nó, cái bì này nó được cháy cháy đi. Đấy, các bạn cứ làm như thế này trên một cái chảo này của nhà mình là nó là chảo inox 5 lớp. Cho nên nó rất là dày, nó gần như một cái chảo gang ấy. Đấy, mình sẽ làm cho cái miếng ba chỉ này của mình, cái bì nó sẽ rất là ngon đi nhá. Thế cô chú bác anh chị và các bạn xem cái cách làm của mình xem là có khác với lại cô chú bác anh chị làm nhà không. Mình làm thế này thì khi mà mình nướng ấy, thì cái miếng thịt nó chín và cái ba chỉ nó cũng cái phần bì ấy, nó cũng được chín theo. Tại vì khi mình thái là mình thái mỏng, cho nên là nếu cái thịt có khi nó cháy nhưng cái bì thì nó lại chưa được. Nên là để mà ngon ấy thì cái bì làm như thế này thì bao giờ nó cũng rất là giòn. Đấy, cái cách mình làm cái thịt nướng là bao giờ đây cũng là một cái mẹo của mình. Khi mà để làm thịt nướng là cái miếng thịt nướng mà mình nướng ra nó được thơm đều, kể cả từ cái miếng bì, miếng thịt. Đây là cũng là một cái mẹo đấy, các bạn thấy không? Mình làm cho cái da nó như thế này đấy. Đây là cũng hơi vội vội tí, chứ còn để phải cho nó vàng đều đi được hết thì sẽ là rất là ngon đấy. Và sau khi xong thì mình sẽ đem đi mình rửa. Mình sẽ lấy muối rồi lấy giấm mình cho vào mình rửa nhá. Đấy, mình rửa đi thì bao giờ cái thịt nó cũng thơm hơn, cái giấm thì nó cũng khử hết tất cả những cái gì nó ấy đi. Thế thì mình rửa sạch cái miếng thịt này đi thì bắt đầu làm để trước khi thái ấy, thì mình cho vào cái tủ lạnh đã. Mình cho lên cái ngăn đá mình để nửa tiếng. Thế thì mình sẽ thái nó sẽ dễ hơn, nó không bị cứng. Đấy thì mình thái như thế này, mình thái khoảng một phân các bạn ạ. Cái này mình không thái quá mỏng đâu, mình thái khoảng một phân đấy. Thế mà cũng ước chừng vào cái khoảng vào cái lò nướng của nhà mình là mình dùng cái lò nướng không khói ở nhà ấy. Thế thì cho nên là mình cắt nó ngắn thế này thôi. Thế thì mình thái ra để cho nó đảm bảo được cái độ mà khi mà mình nướng nó mỡ nó cũng không bị chảy quá. Và giờ đấy, thái như thế thôi. Thế thì với một cân ba chỉ này thì mình cũng, đấy, các bạn thấy không, cái miếng thịt mình rất là ngon. Mình mua cái đoạn nó liền. Và cái thứ hai là mình để vào trong cái tủ đá rồi, cho nên là thái rất là dễ và mỏng nó đều nhau. Đấy. Sau khi mà thái xong ấy thì mình sẽ đi ướp. Bây giờ thì cái gia vị ướp của mình thì cũng chưa có cái gì nhiều đâu, mình chỉ cho một thìa cà phê muối tinh thôi nhá. Đấy, các bạn cho một thìa cà phê đầy muối tinh và hai cái thìa vơi thôi. Đó thì mình sẽ dùng hai muôi mẻ này. Hai muôi thế này là tương đối chua đấy.
nhà mình lại hay ăn chua nên là mình mới cho nhiều. Còn nếu mà các bạn mà không thích ăn chua ấy thì các bạn cho một muôi hoặc hơn một muôi tí thôi nhá. Đấy thì mình bóp kỹ lên. Cái này mình chỉ cho muối với mẻ thôi các bạn ạ. Thế và bây giờ là cái thịt nó rất là trắng, nó cũng không có cái gì cả. Sau này thì mình sẽ làm cho nó có màu lên. Đấy, thì mình bóp kỹ đi, xong rồi mình sẽ ướp khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đấy, mình sẽ cho vào, mình bịt kín vào, mình cho vào trong tủ lạnh mình hoặc là để ở ngoài. Mình ướp khoảng 2 tiếng. 2 tiếng sau cho thịt nó ngấm cái mẻ này vào. Cái muối cái mẻ vào nhé. Đấy. Thế mình buộc kín thế này, mình ướp, mình để đây thế. Thế sau khi mà thịt ướp rồi thì trong lúc này mình sẽ đi làm cái màu. Cái màu này thì mình lấy 4 cái thìa dầu điều nhé. Mình mới đập củ hành, củ tỏi mình phi cho nó thơm lên. Đấy, sau khi nó cái hành tỏi này này mình chỉ đập dập thôi nhé, để cả cái vỏ khô của nó đấy, mình để thế cho nó thơm. Thế và khi mà hành tỏi thơm rồi thì mình vớt hết cái xác của nó ra. Vậy mình để lại cái dầu này thì mình lấy hương thôi. Và bây giờ mình cho một thìa sa tế này, một thìa sa tế, một thìa nước tương ấy. Đấy thì mình cho vào, và một thìa mật ong nữa. Thế và mình đun quấy lên. Thế xong rồi sau đó thì mình mới cho cái thịt này vào. Đấy, thịt mình đã ướp đây. Đấy, mình đã ướp được rồi nhá. Thế bây giờ là bắt đầu chúng ta sẽ cho vào, chúng ta nướng. Và khi nướng ấy thì cho vào lò nướng, thì bắt đầu là khi cho vào lò xong rồi chúng ta quết cái dầu này vào. Thì trong cái dầu này là có mật ong, có đường, có thêm cái nước tương và sa tế, thì nó và cái vị hương thơm của cái tỏi và hành mà chúng ta phi đấy. Thế thì nó sẽ quyện lấy nhau thành cái mùi rất là thơm. Thế và cái thịt nướng này nó sẽ đảm bảo được cái là chúng ta sẽ có màu, có vị, có hương. Đấy, thế thì mình cho vào cái lò này mình nướng. Thì ở nhà này thì thực ra thì bây giờ mọi người ở các cái thành phố thì chúng ta cũng không thể lấy đâu ra những cái bếp lò to, hay là cái lò nướng to, hoặc là cái bếp củi. Cái này mà được nướng ở cái bếp than thì rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà thôi, mình cứ chia sẻ với quý cô bác anh chị về những cái gì nhà mình làm là những cái mà gọi là tiện ích ý. Thì mình chia sẻ với quý cô bác anh chị. Đấy. Thế sau khi nướng xong thì đây, thành phẩm của mình ra đây. Đấy, mình có cái đĩa đây, cái thịt nướng nhá. Có rau thơm này. Và cái xác hành tỏi ấy mình để lên trên. Đấy. Cái xác hành tỏi lúc nãy mình phi ấy, mình để lên trên như thế này. Đó. Đấy, mình để lên trên. Thế là cái thành phẩm của mình là ra là cái thịt rất là thơm nhá. Và nó có vị chua chua của mẻ này. Ăn nó sẽ không ngán đâu. Nhưng đặc biệt là cái mùi thì hấp dẫn vô cùng luôn. Và cái này thì ăn cơm cũng rất là ngon. Đó. Đấy, mình cho hết cái hành này lên đây. Thì cái hành tỏi này nó thơm. Nó thêm cái mùi thơm. Cái đĩa thức ăn của mình nó, đĩa thịt nướng của mình nó sẽ được tạo thêm cái hương thơm nữa, cùng với cái mùi thịt nướng ra. Nó có mật ong, rồi có sa tế, tất cả các cái mùi vị đấy nó quyện nhau. Và cái bát nước chấm này thì hôm qua mình đã chia sẻ với quý cô bác anh chị và các bạn ấy, cái video trước ấy, thì là cái bát nước chấm này cũng hợp lắm với cái chấm các cái thịt nướng này nhá. Rất là hợp luôn các cô bác anh chị ạ. Cái nước chấm này có thể chấm hải sản, có thể chấm rau củ quả luộc, rồi thịt nướng, nó chấm được nhiều thứ lắm. Thế cho nên là rất là tiện, nên là mình mới giới thiệu để quý cô bác anh chị làm, để chúng ta cất dần ở đấy, ăn dần, mà ăn đến đâu lấy ra đến đấy, chúng ta cũng không bị lãng phí, rất là tiết kiệm. Đấy, cho nên là cái thành phẩm của mình thì rất là đơn giản thế này thôi. Và cái nồi nướng không khói thực sự là mình thấy nó rất có ích trong gia đình. Thế cho nên là hôm nay thì mình cũng xin được chia sẻ như vậy với quý cô bác anh chị và các bạn.
Thế và đây là món ăn rất là ngon, nếu cô bác anh chị thấy hay thì chia sẻ nhiều người khác cùng xem. Và cô bác anh chị hãy đăng ký ủng hộ kênh cho mình bằng cách like, bấm nút đăng ký và bấm cái chuông bên cạnh để nhận được các cái video mới nhất nhé. Mình rất xin được cảm ơn và chào quý cô bác anh chị.